chiến sĩ hải quân Nguyễn Hoàng Linh. Rất vui mừng khi được gặp lại quý vị tại chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Thưa quý vị và các bạn, tiết mục mở màn với tên gọi Ký ức, với phần âm nhạc hùng tráng, những động tác tạo hình rất ý nghĩa đã gợi khắc được một hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ, mạnh mẽ, khỏe khoắn của các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Xin được cảm ơn biên đạo múa Trung tá Vũ Hoàng Sơn với phần dàn dựng rất công phu này. Và chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là các cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp tới từ Nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân. Có mặt trên hàng ghế đại biểu của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ tuần này, ngoài hàng trăm các chiến sĩ thì chúng tôi còn được chào đón rất nhiều các lãnh đạo thủ trưởng. Đầu tiên chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón sự có mặt của chuẩn đô đốc Đoàn Văn Triều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân. Xin được chào đón đồng chí Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân Đại tá Phạm Thanh Sơn. Đại tá Lê Xuân Phong, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân. Từ phía Nhà máy X-28, đơn vị tham gia chương trình ngày hôm nay xin được chào đón đồng chí Giám đốc Nhà máy Đại tá Nguyễn Văn Hồi. Chính trị viên Nhà máy X-28 Đại tá Chu Văn Hành. Chúng tôi cũng xin được chào đón các đại biểu là Thủ trưởng Phòng Tuyên huấn Nhà văn hóa Cục Chính trị Hải quân, cũng như các đại biểu tới từ xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chúng tôi là chiến sĩ tuần này phát sóng đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân. Và trong suốt 50 năm trưởng thành thì đơn vị đã luôn luôn là nơi quản lý, bảo đảm cho các khí tài quân sự, vũ khí cho quân chủng. Và bây giờ chúng tôi rất muốn mời quý vị khán giả truyền hình cả nước sẽ cùng ngược dòng thời gian trở về với những năm đầu của thập kỷ 60 của thế kỷ 20 để chúng ta có thể đón xem lịch sử hình thành cũng như là những chiến công, những thành tích mà Nhà máy X-28 đã giành được. Những năm 60 của thế kỷ trước, Nhà máy X-28 ngày nay đã được thành lập. Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đã lắp ngư lôi cho các tàu phóng lôi đi làm nhiệm vụ, đã nghiên cứu cải tiến sản xuất thủy lôi, nghìn nam châm, áp mạng phục vụ cho đặc công hải quân đánh chìm hàng trăm tàu địch trên các chiến trường sông biển miền Nam. Chào Hoàng Linh, chào Đức Bảo. Đố hai bạn biết đây là quả gì? Thủy lôi đấy, nơi tôi đang đứng là Nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, nơi sản xuất ra quả thủy lôi này. Bây giờ hai bạn muốn biết họ sản xuất như thế nào thì mời hai bạn theo tôi. Nào, xin mời. Nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Hải quân là đơn vị đảm bảo tuyến cuối cho các loại vũ khí đặc chủng của Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam, với nhiệm vụ bảo quản, nghiêm cấp, sản xuất nhiều chi tiết phụ tùng thay thế cho thủy lôi. Đồng thời là đơn vị duy nhất trong toàn quân tổ chức nghiên cứu sản xuất thành công các loại thủy lôi chiến đấu, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trong suốt 50 năm xây dựng chiến đấu thành, các thế hệ cán bộ nhân viên nhà máy đã xây dựng nên truyền thống đoàn kết sáng tạo, khắc phục khó khăn, liên tục bền bỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo quản bảo dưỡng vũ khí đặc chủng. Đồng thời là nghiên cứu thực hiện cách đề tài sản xuất thủy lôi phục vụ cho công tác bảo đảm chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thật nguy hiểm, một vụ cháy đang xảy ra. Nhưng không, đây là một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy của các cán bộ công nhân viên quốc phòng Nhà máy X-28. Với nhiệm vụ sản xuất và bảo quản vũ khí thì đây là công việc thường xuyên của chúng tôi. Đặc trưng của cái đơn vị là đơn vị làm vũ khí nguy hiểm, độc hại, cho nên chúng tôi hết sức quan tâm đến cái công tác giáo dục quán triệt bộ đội ý thức chấp hành kỷ luật lao động, bảo đảm an toàn. Thế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đối với chúng tôi là đơn vị đóng quân ở vùng miền núi, nhiều cái khó khăn trong cái điều kiện sinh hoạt xã hội, chúng tôi cũng đã kết hợp làm tốt công tác bảo đảm vật chất, đời sống tinh thần cho bộ đội, cho nên là bộ đội yên tâm công tác, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong suốt cái thời gian qua. Gia đình tôi chuyển đến đây từ năm 2004, được thủ trưởng các cấp quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho những em. Cái nhà mới thì rất là đầy đủ tiện nghi, khu vui chơi các cháu là nó được rộng rãi này, sạch sẽ này, nhà công trình thì được khép kín. Không chỉ giỏi trong chuyên môn, những người lính thợ chúng tôi còn là những cầu thủ tài năng trên sân bóng. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ công nhân viên nhà máy đã không ngừng phấn đấu vươn lên,
vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần viết nên truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, liên tục bền bỉ. Vừa rồi thì chúng ta đã hiểu được cuộc sống cũng như công việc của các cán bộ chiến sĩ nhà máy X-28, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chơi Chiến sĩ và Những người. Và phần chơi này thì không thể thiếu được hai khách mời của chúng ta, bạn Thùy Dung và bạn Thùy Ân đến từ Đoàn Văn Công Quân khu 3. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với hai đội chơi nhé. Xin mời. Đội chúng tôi mang tên Vạn Hoa, một căn cứ hải quân trên đảo Ghe Bầu thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, trạm đã chuẩn bị ngư lôi cho các tàu phóng lôi xuất kích đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc, góp phần làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đội chúng tôi đến đây với tinh thần phát huy truyền thống, thần tốc, quyết tâm. Đội chúng tôi mang tên Bạch Đằng, con sông gắn liền với những chiến thắng lịch sử. Nhà máy X-28 tôi nằm bên dòng sông lịch sử này. Chúng tôi đang sản xuất các loại thủy lôi để sẵn sàng tạo thành bãi cọc Bạch Đằng thời hiện đại. Đội chúng tôi đến với thông điệp công nghệ, chính quy, an toàn, làm chủ. Đây là những thiết bị và phụ tùng để lắp vào quả thủy lôi. Tôi thử xem nào. Úi giời, nặng. Úi giời, càng nặng. Không bê được. Chịu rồi. Nó nặng như thế này chắc chắn sẽ làm khó cho hai người chơi của chúng ta rồi. Công việc này thì cần phải tỉ mỉ này, chính xác cao này và khéo léo nữa. Tôi hỏi hai đội sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thời gian bắt đầu. Đây là bước đầu tiên. Người chơi của chúng ta phải bê những vật nặng và đi qua những cái đường rích rắc như thế này. Không hề dễ một chút nào. Tôi thấy bạn Thùy Dung đang lắp khối nguồn cho quả thủy lôi này. Bạn Thùy Dung thì là một nghệ sĩ múa, nhưng mà những công việc này không làm khó cho bạn ấy. Lần đầu tiên được tiếp xúc với một loại vũ khí như vậy, sợ là khi mình không biết cách lắp ráp, nó sẽ không đảm bảo quy trình an toàn và gây ra nguy hiểm cho bản thân cũng giống như đồng đội của mình. Cái vật dụng mà ốc vít lắp ráp thì rất là nhiều. Tôi cảm thấy rất là bị rối, không biết là lắp ở chỗ nào và bộ phận nào nữa. Được các anh chỉ dẫn tôi cũng dần dần khắc phục được. Hôm nay tất cả các bạn chơi trong nhà xưởng như thế này, bởi vì đây là vũ khí cho nên là cần những động tác cực kỳ chính xác để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là công đoạn cuối cùng, hai đội chơi sẽ phải vận chuyển quả thủy lôi này đến vị trí tập kết để bàn giao. Quả thủy lôi rất là nặng, mà trên cái trục để đẩy lên ấy thì chỉ sợ là nó rơi hoặc là xảy ra vấn đề gì thôi. Đội Vạn Hoa xong.
Phần chơi chiến sĩ và những người bạn của chúng ta đã kết thúc. Tôi nhận thấy rằng hai đội lắp ráp rất chính xác, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Và trong cuộc chơi này, tôi nhận thấy hai bạn nữ của chúng ta mặc dù là múa, chân yếu tay mềm nhưng mà cũng hòa nhập được với đồng đội của mình. Xin chúc mừng đội Bạch Đằng. Và đội Vạn Hoa thiếu may mắn một chút thôi, nhưng các bạn cũng nhận được phần quà của chương trình. Chúc mừng các bạn. Thuật dành cho các cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp của nhà máy X28 cục kỹ thuật quân chủng Hải quân qua chuyên mục quen thuộc với tên gọi Quà tặng nghệ sĩ. Em ơi, có nghe trăng biển hát lời tình thơ theo không gian bao la gửi về em nỗi nhớ. Ôi, cái này là thơ của đồng chí Đức Bảo đấy ạ. Tôi ước gì đó là những sáng tác của tôi, nhưng có lẽ không có nhiều người có thể biết được rằng đây là những lời tự sự của người con xa quê. Một tác giả, một người viết bài hát không chuyên, đó chính là chị Minh Hiếu. Chị đang sống tại Toronto, Canada kể từ năm 1988, đã xa quê cũng một thời gian rồi. Nhưng trái tim, tấm lòng của chị luôn hướng về quê hương, đặc biệt là biển đảo, và chị dành rất nhiều tình cảm cho các chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Vâng, nếu mà nói tới nữ tác giả Minh Hiếu thì tôi đã nhớ ra rồi. Cách đây khoảng 2 năm, trong một chương trình Chúng tôi là chiến sĩ thì chúng ta cũng đã từng được giao lưu với nữ tác giả này, được nghe những cái chia sẻ, những tình cảm, và đặc biệt là chị Minh Hiếu thì gửi tặng rất nhiều những CD ca nhạc của chị cùng với những tập sách và những lá thư, những tình cảm ra với các chiến sĩ ở ngoài Trường Sa. Và hôm nay thì sẽ là một trong những sáng tác mới dành riêng cho các chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng với nam ca sĩ trẻ Hoàng Thanh Long và vũ đoàn Dương Vũ. Chúng ta ngay bây giờ sẽ cùng đến với ca khúc mang tên gọi Cảm ơn tình em. Trái tim bình yên cho người lính biển.
ấm ý. Cảm ơn tình em, trái tim bình yên, cho người lắng biển, tình là ấm êm, cho người linh biển, tình nhau ấm mềm. Xin được cảm ơn chị Minh Hiếu đã vượt một chặng đường dài, cũng như dành rất nhiều tình cảm và thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác trên sân khấu Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Đã 2 năm rồi chị mới trở lại với chương trình. Không biết là trong 2 năm vừa rồi những chuyến đi đã đưa chị đến những đâu và cái cảm xúc ngày hôm nay mang đến sân khấu như thế nào ạ? Thực sự là có đi đâu đi nữa thì trái tim của Minh Hiếu vẫn ở với Việt Nam. Ngày hôm nay được đứng trở lại trên sân khấu của chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ thì Minh Hiếu rất là xúc động. Những hy sinh của chiến sĩ biển đảo đã chịu đựng nắng mưa, sóng gió, xa gia đình và chịu những rủi ro trên biển để bảo vệ biển đảo thân yêu của Tổ quốc chúng ta, đã cho Minh Hiếu một cái cảm xúc viết lên ca khúc này, gửi đến các chiến sĩ biển đảo một sự trân trọng với sự hy sinh của tất cả các anh, và cũng để gửi đến các anh một tâm tình tất cả người Việt Nam, đặc biệt là những người con sống xa xứ, bao giờ cũng hướng trọn trái tim của mình về Tổ quốc thân yêu. Xin được cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian với chúng tôi ngày hôm nay và xin chúc chị Minh Hiếu có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những sáng tác đầy tình cảm cho các chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là tiếp tục với những công việc thiện nguyện của mình. Phần chơi tiếp theo rất dễ thương và quen thuộc của chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ dành cho nhà máy X28 mang tên gọi Nụ Cười Chiến Sĩ. Như chính tên gọi của phần chơi này thì từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã nhìn thấy được cuộc sống sinh hoạt làm việc của các cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp tại nhà máy X28. Tuy có rất nhiều gian nan vất vả nhưng không thiếu những khoảnh khắc giải lao, những tiếng cười, và họ sẽ mang những điều đó lên sân khấu ngay bây giờ để chúng ta có thể thấy được rằng là trong tất cả những khó khăn gian lao đó luôn luôn có sự lạc quan yêu đời của các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Và ngay bây giờ thì các chiến sĩ của chúng tôi sẽ mang niềm vui, sự lạc quan và tiếng cười của họ lên sân khấu với một phần biên đạo của Việt Cường, hoạt cảnh mang tên gọi Niềm vui người lính thợ. Từ nơi đây ra đi những quả thủy lôi hát vang lời ca lính thợ chúng tôi. Ở đây này này này. Dạ em chào anh ạ. Anh làm sao thế ạ? Xinh quá. Anh ơi, anh cho em gặp anh Bình ạ. Bình nào? Ở nhà máy anh nhiều Bình lắm. Bình béo thủy lôi, Bình cao chế thử, gia công cơ khí thì có Bình gầy, còn Bình anh đây, thủ kho vũ khí. Dạ, em muốn gặp anh Bình ạ. Em là Hải, giáo viên trường mầm non Liên Khê. Em được nhà trường cử vào đơn vị tập luyện cùng các anh chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Thế mà ngay từ đầu không nói tuyệt ngay ra. Em muốn gặp anh Bình, phong độ, đẹp trai, có tài, có tình cơ. Đây hóa ra là anh ạ. Chỉ còn ai vào đây nữa. Này nhá. Dạ. Ngày đi làm, anh say mê nghề. Hề, cạo gì? Đêm anh về, sáng tác ý, văn chương. Chuẩn chưa? Dạ chuẩn ạ. Xứng tầm chưa? Dạ hay lắm ạ. Chuyện độc nhất vô nhị đấy. Thế anh vừa sáng tác vừa là đạo diễn à? Tất, tuốt tuần tuột em ạ. Anh giỏi quá ạ. Anh ơi, thế bao giờ chính thức tập luyện ạ? À, ngay ngày mai em đến cổng nhà máy X28 gặp vệ binh ạ. Anh làm sao thế ạ? Đùa em chút thôi. Này, ngay bây giờ anh em đến đông đủ là chúng ta bắt đầu luyện tập đấy. Nào, chúng ta bắt đầu luyện tập nha. Báo làm đẹp
bây giờ chúng ta sẽ được khám phá những nét đáng yêu trong tình yêu của người lính thợ qua phần chơi mang tên gọi Tình yêu chiến sĩ. Đại diện cho nhà máy X28, chúng tôi xin được chào đón hai cặp đôi đã có mặt trên sân khấu. Đầu tiên là cặp vợ chồng đại úy Ngô Tuấn Anh ạ. Và đứng bên tay trái của tôi là cặp đôi vừa là những người đồng đội trong cùng một đơn vị, vừa là những người đồng đội cùng nhà. Cặp đôi của Trung úy Đoàn Văn Khanh và Trung úy Lê Thị Trâm. Hãy cùng lắng nghe những lời giới thiệu về bản thân mình từ hai cặp đôi. Có những lúc em đã hỏi anh rằng sao yêu em vì em là cô giáo. Anh nhẹ nhàng ghé tai em rồi bảo: anh yêu em bằng trái tim người lính, tình yêu trên ngực còn đất nước trên vai. Tôi, Ngô Tuấn Anh, hiện đang công tác tại nhà máy X28, cục kỹ thuật quân chủng hải quân, sở thích âm nhạc và thể thao. Vâng, cùng đến chơi với tôi ngày hôm nay là người bạn đời yêu quý. Tôi tên là Phạm Hồng Vân, tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sở thích yêu ca hát, thích màu áo lính và đặc biệt là màu áo lính hải quân. Hôm nay tôi rất vui cùng với người bạn đời của mình được tham gia Tình yêu chiến sĩ. Wow, phần giới thiệu vô cùng dễ thương và cực kỳ trôi chảy nữa. Đồng chí bảo này, tôi với đồng chí dẫn phần Tình yêu chiến sĩ cũng mấy năm rồi nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có được cái động tác như này. Tình yêu chiến sĩ đúng không ạ? Thấy cặp vợ chồng của đại úy Ngô Tuấn Anh thực sự là rất xì tin đấy ạ. Theo ngôn ngữ của các bạn trẻ bây giờ. Anh chị kết hôn bao lâu rồi ạ? Dạ, chúng tôi kết hôn được 12 năm rồi. 12 năm? Dạ. Và trong suốt 12 năm vừa rồi thì vẫn giữ lửa tốt như năm đầu tiên ạ? Dạ vâng, chúng tôi vẫn giữ được tình yêu như ngày đầu. Cụ thể là như thế nào ạ? Vào một buổi tôi trên đường đi công tác về đơn vị thì bị xe hỏng. Ban ngày hay là ban đêm đấy ạ? Dạ, một buổi chập tối. Rất may là gặp cô bạn đời của tôi. Gặp cô bạn thân này ạ. Xong rồi chuyện gì xảy ra? Sau đó bạn tôi thấy như thế, đưa tôi vào, người quen. Đưa đồng chí vào nhà người quen? Dạ vâng. Của cô ấy? Dạ vâng. Tóm lại ngoài chuyện xe hỏng ra còn chuyện gì nữa không? Trong dạ, ngày đầu tiên đấy ạ. Vâng, từ ngày đấy thì sau đó chúng tôi quen nhau và ngày ngày cứ qua lại nhiều hơn. Vâng, và sau đó thì chúng tôi yêu nhau từ lúc nào cũng không biết nữa. Xin được chúc mừng anh chị với cái tình cảm vẫn luôn luôn nồng cháy sau 12 năm ở bên nhau. Tôi và chồng của mình sẽ gửi tới một ca khúc Biển Hát Chiều Nay tới nền sáo của chồng tôi ạ. Phần vũ đạo ở cuối đúng không ạ? Tức là sau khi thổi sáo và hát xong. Mà tôi tưởng cái lúc mà ghép vào anh chị sẽ làm này cơ. Vâng, nhưng mà lần này nó còn sát hơn lúc đấy đúng không ạ? Rất là tình cảm. Xin chúc mừng hai vợ chồng ạ. Tôi, Đoàn Văn Khanh, hiện đang công tác tại nhà máy X28, cục kỹ thuật quân chủng hải quân. Sở thích của tôi âm nhạc, thể thao và đi du lịch.
Hôm nay đi cùng với tôi là người vợ yêu quý. Tôi, Lê Thị Trâm, hiện đang công tác tại nhà máy X28, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân. Sở thích của tôi, yêu âm nhạc, thích nấu ăn. Xin hỏi đồng chí Khanh là ở đâu trong mọi hoàn cảnh thì đồng chí đều gọi vợ mình là vợ yêu quý ạ? Bình thường trên đơn vị thì gọi là đồng chí, còn duy nhất về nhà thì gọi là vợ yêu quý, còn không thì hay gọi là vui là đồng chí vợ. Đồng chí vợ. Ngày xưa thì hai người yêu nhau bao lâu thì cưới ạ? Chúng tôi yêu nhau được 18 tháng. Khi mà có một bạn nữ học tại môi trường quân đội, từ cái ánh mắt nhìn đầu tiên tôi đã nhìn cô ấy và quyết định là đi đến hôn nhân để cho tình yêu đồng đội, đồng chí của chúng tôi được gắn bó sâu sắc hơn ạ. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều, rất dễ thương, rất là dễ thương. Bây giờ thì hai vợ chồng sẽ mang tới tiết mục gì đây? Vợ chồng chúng tôi sẽ gửi tới một điệu chèo hẹn ước chiến công ạ. Cặp vợ chồng ngang sức ngang tài đấy, bên tám lạng bên nửa cân, và lúc này thì phải nhờ tới tiếng hò reo và cái cánh tay của các cổ động viên. Các bạn ủng hộ cho tiết mục nào thì hãy thể hiện tình cảm của mình cho tiết mục đó. Đầu tiên chúng tôi xin được hỏi biểu quyết dành cho ca khúc Biển Hát Chiều Nay của cặp vợ chồng đại úy Ngô Tuấn Anh ạ. Đông quá, chúc mừng hai vợ chồng ạ. Còn điệu chèo của hai vợ chồng trung úy Đoàn Văn Khanh thì sao ạ? Ai ủng hộ cho? Tôi thấy ngang nhau đúng không ạ? Thì xem ai cõng vợ. Thì xem ai cõng vợ khỏe hơn. Một phần thi vụ ngắn thôi. Ông chồng nào khỏe hơn thì sẽ dành quà về cho gia đình mình. Bế vợ trong tư thế nào thuận tiện nhất mà có thể lâu nhất. Bây giờ đứng ngay ngắn nhìn khán giả. Chuẩn bị này. 3, 2, 1 xuống tấn. Xuống tấn. 3, 2, 1 xuống thấp hơn một tí nữa. Thấp hơn một tí nữa đi ạ, đồng chí. Tôi thấy anh Khanh là xuống thấp hơn rồi này. Đồng chí Tuấn Anh thấp xuống ạ, chưa đủ nữa. 1 giây, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, khỏe quá nhở, thấp một tí nữa xuống đi ạ. Thấp xuống tí nữa đi ạ, bên này thấp xuống cho tôi nào. Đồng chí nào bỏ cuộc thì có thể nào, xem nào. Không ai muốn bỏ cuộc. 9, 40 giây. Đấy, quá tuyệt vời. Thôi đủ rồi, chúc mừng các anh. Ôi. Đủ rồi. Anh có đứng lên được không ạ? Anh có đứng lên được không ạ? Hãy cho một tràng tay đi ạ. Rồi. Tôi tưởng đồng chí Đoàn Văn Khanh không đứng lên được vì giữ tư thế lâu quá rồi. Quá tuyệt vời, không buông vợ trong mọi hoàn cảnh. Đúng không ạ? Hai người chồng mẫu mực. Của cả hai đồng chí này chắc chắn là cảm thấy rất hạnh phúc ngày hôm nay. Về sẽ có quà. Vâng, đó. Phần quà sẽ chia đôi cho cả hai gia đình.
chiếc đồng hồ kỷ niệm có logo của chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ xin trao tặng cho vợ chồng đại úy Ngô Tuấn Anh. Chúc mừng anh chị. À, con xin được dành tặng một chiếc đồng hồ của chương trình cho vợ chồng của trung úy Đoàn Văn Khanh. Xin được chúc mừng các anh chị. Vào đầu năm 2014 tại Quảng Ninh, thủy lôi UDM do nhà máy X28 đã nghiệm thu thả thử nổ thành công trên biển đạt kết quả tốt. Đây là một tin vui đã đánh dấu một bước tiến mới trong quân chủng hải quân nói riêng và nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung. Nhưng đằng sau những thành công đó là những câu chuyện mà không phải ai cũng biết được. Tôi đã công tác tại nhà máy đến nay đã được 34 năm. Khi sản xuất thành công thì lôi UDM-1 thì tôi thấy đây là một cái niềm vui rất là lớn. Chúng tôi vẫn suy nghĩ là thời cha ông thời trước thì có những cái bãi cọc bãi đằng để chống quân xâm lược. Thì ngày nay nhà máy 28 phải tạo ra nhiều bãi cọc bằng thủy lôi để sẵn sàng chống lại quân địch khi mà chúng xâm lược. Thủy lôi còn gọi là mìn hải quân, là một loại mìn được đặt xuống nước để tiêu diệt các loại tàu thuyền đối phương. Sau khi được gài, chúng sẽ nằm chờ đến khi phát nổ do tàu thuyền tác động. Thủy lôi là loại vũ khí có thể sử dụng trong thế công lẫn thế thủ. Đây là một loại vũ khí không nhiều nước trên thế giới có thể chế tạo được. Và tại Việt Nam thì câu chuyện chế tạo vũ khí này lại càng khó khăn hơn gấp bội. Tôi có rất nhiều cái kỷ niệm đặc biệt mà không quên được. Đó là trong cái quá trình mà thực hiện cái nhiệm vụ sản xuất trong 24 tháng, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên của nhà máy cũng có rất nhiều trăn trở, suy nghĩ. Đối với nước ngoài thì các trang thiết bị để sản xuất vũ khí nói chung và thủy lôi nói riêng thì người ta có cả một cái hệ thống công nghệ đồng bộ đi theo nó. Nhưng đối với Việt Nam thì các nhà máy công nghiệp quốc phòng hiện nay cũng như nhà máy X28 thì thiết bị công nghệ là chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được các cái yêu cầu khắt khe trong quá trình sản xuất. Đây là nhiệm vụ có độ khó và độ phức tạp cao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm của các kỹ sư, công nhân viên quốc phòng nhà máy X28 đã vượt qua khó khăn và tìm ra được các giải pháp để từng bước hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra. Nhưng đâu đó vẫn còn khó khăn và thử thách còn đang chờ họ phía trước. Khi sản xuất vũ khí, nhất là vũ khí chiến đấu, thì ai cũng có tâm trạng lo khi sản xuất như vậy thì có bảo đảm được tính năng kỹ chiến thuật như cái yêu cầu thiết kế đặt ra hay không. Đặc biệt ấy, là trong quá trình sản xuất như vậy thì những cái thiết bị phụ kiện nổ nó là những cái loại mà yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên là chúng tôi rất lo có bảo đảm được an toàn cho con người, trang thiết bị trong quá trình sản xuất hay không, thì phải thử nghiệm thực tế trên bờ, trên biển để đánh giá được tính năng kỹ thuật. Thì trong quá trình thử nghiệm chính là cái lúc mà nguy hiểm nhất đối với cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ. Đó là hành trình với biết bao lo lắng, băn khoăn và hồi hộp. Mọi khâu đều đã kiểm tra tốt. Nhưng thử nổ trên biển sẽ là bước kiểm tra cuối cùng để đánh giá sự thành công cho cả dự án và tâm huyết của họ trong suốt 24 tháng qua. Đêm mà ra biển ấy thì trăng sao đầy trời, nhưng mà đến 5 giờ sáng khi mà thức dậy thì chúng tôi thấy là ùn mây gió kéo đến, sóng biển là rất lớn, đánh vào tàu, mưa táp sấm chớp, tất cả chúng tôi thì ướt hết do trời mưa này, do sóng nó đánh táp vào người. 12 giờ trưa thì chúng tôi thấy là trời tự nhiên là hửng nắng lên, mây tan dần và sóng biển thì lặng xuống, thì chúng tôi cũng phấn khởi. Từ tàu chỉ huy thì bắt đầu phát lệnh chuẩn bị thủy lôi. Tôi trực tiếp chỉ huy cho anh em lắp kíp chuẩn bị bước cuối cùng của thủy lôi. Chỉ huy phát lệnh 3, 2, 1, nổ. Sau cái lệnh đó thì chúng tôi thấy một khối nước rất lớn ở độ cao khoảng 100m. Sau tiếng nổ đó đã đánh dấu được cái kết quả thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Đây là một cái kỷ niệm mà tôi nghĩ không bao giờ quên được đối với những người làm công tác vũ khí nói chung cũng như đối với chúng tôi là sản xuất vũ khí nói riêng. Sản phẩm thủy lôi UDM đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về quy trình công nghệ, có giá thành rẻ cũng như yêu cầu kỹ chiến thuật tương đương với các sản phẩm do nước ngoài sản xuất.
đồng thời khẳng định trình độ, năng lực của nhà máy X28 trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ vũ khí dưới nước. Bản thân thì khi thực hiện cái đề tài này thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thiết bị công nghệ của chúng tôi thì nó không đồng bộ, do đó là ảnh hưởng rất nhiều đến trong quá trình triển khai thực hiện đề tài. Nhưng được sự động viên và quan tâm chỉ huy của các đồng chí trong tổ đề tài cũng như là chỉ huy các cấp thì chúng tôi đã thực hiện đề tài thành công. Cái nghề nghiệp của tôi gắn với vũ khí thủy lôi và suy nghĩ của tôi thì phải tập trung vào nghiên cứu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, cải tiến, hiện đại hóa và sản xuất được nhiều vũ khí nói chung, thủy lôi nói riêng để đáp ứng với cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân chủng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để ta xứng danh những con người của đỉnh cao mới, làm cuộc sống văn minh, đẹp đôi mắt trí tuệ biển đảo. Chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Sắt cánh bên nhau cùng vươn đi lên, như đoàn thân yêu mang khí phách hào hùng. Chúng tôi là chiến sĩ tuần này được phát sóng nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và cũng là 35 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn tên lửa 490. Chân đồng vai sắt đánh rồi bắn chung. Chúng tôi là bạn gần nhà với nhau. Em chỉ biết gật đầu thôi ạ. Không nói gì, chị tưởng em trả lời là làm thì làm. Mỗi lần mà em bị bố mẹ mắng thì đều sang giúp em. Hoạt cảnh mang tên gọi Ngẫu hứng lính pháo. Xin mời trở lại trên sân khấu đại diện của nhà máy X28 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân để đến với những giải thưởng danh hiệu mà chương trình dành tặng cho đơn vị. Chương trình Chúng tôi là chiến sĩ xin được dành tặng cho đơn vị một chiếc đồng hồ kỷ niệm có logo của chúng tôi ạ. Và một kỷ niệm chương của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ cùng với giải thưởng 45 triệu đồng. Chúc mừng đồng chí và đơn vị. Xin chúc mừng đồng chí và đơn vị. Chương trình Chúng tôi là chiến sĩ cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Trong những giờ phút này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng tới 50 năm ngày truyền thống của nhà máy X28 cùng kỹ thuật quân chủng Hải quân. Xin được cảm ơn tất cả các thủ trưởng lãnh đạo cũng như các cán bộ chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp đã tham gia dàn dựng các tiết mục và trình diễn hết mình trong chương trình ngày hôm nay. Đơn vị nào tiếp theo sẽ đại diện cho quân đội nhân dân Việt Nam góp mặt trong chương trình Chúng tôi là chiến sĩ, chúng ta sẽ biết điều đó sau một tuần nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Rất yêu đời và luôn mơ ước, ước mơ được giữ trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau. Đời lính có khi thật nhớ nhà, nhiều gió đem lời yêu thương gửi tới nơi quê nhà, nếu có những vì sao đợi mong đời lính mắt qua cây đàn tơ.